Rồi, xin chào anh em Chào nha. anh em, lâu lắm rồi nha anh em. À, chào cô chú anh chị nha. Lâu lắm rồi, Dạng với anh Quân mới đi quay lại một clip sáo cho cô chú anh chị xem nha. Thì bữa nay Dạng xuống dưới Tiền Giang 7, 7 sáo nâu nha. Không biết có sáo đen không, ngày hôm qua Dạng thấy mớ sáo đen gì đó. Thì bữa nay Dạng với anh Quân đi. Đầu video Dạng cũng chúc sức khỏe anh các cô chú anh chị nha. Các anh em bé chim trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe. Đó thì hôm nay Dạng với anh Quân quýnh bài sáo nâu này cũng thấy cũng khá đông nghe cô chú anh chị. Hôm nay về Tiền Giang bữa à, đây là đại ca Quân lâu lắm rồi, đại ca Quân mới lên sóng nha. Lâu lắm rồi nha anh em. À, bữa nay anh em mình đi chiến bữa nha. Rồi cô chú anh chị nào có nhu cầu nuôi sáo hay là cái gì đó các kiểu, alo cho Dạng qua số điện thoại 038 2233 691 nghe cô chú anh chị ơi. Đó, nay Dạng quýnh cái sân này Dạng phét từ sáng giờ đó một lỗ trống đó cô chú anh chị ha. Đó, khung cảnh nè, gần núi không, gần cây không chứ quên nó gần núi. Rồi Dạng không nói nhiều nha, chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ nha, ủng hộ kênh Dạng nha, cho Dạng xin một đăng ký nha cô chú anh chị, một like nha cô chú anh chị, nào có thương tình thì cho Dạng xin một lượt chia sẻ nha, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Quay hơi chói mặt trời nè cô chú anh chị ơi, mong cô chú anh chị thông cảm nha, chói mặt trời. Trường cái đi, trường cái nha cô chú anh chị ơi, chết mắt chết. Bắt được 6 nha, không biết anh Quân được mấy nha. Mình bắt được 6 rồi. Quân được mấy em? 3, 4, 4, 10. Cây trương cái 10 em nha. Cây trương cái 10 em là ok rồi. Chín em hay gì vậy? Chín em, 10 em. Còn còn đúng con. Còn hai con đâu có thấy đâu. Hai con.
4, 5, 9 nha cô chú anh chị ơi. 9 nha. Sáu quan, sảy quan, còn năm quan. Năm quan. Tối quá à, cô chú anh chị ơi, không thấy đường nữa nha. Thôi dạng gác máy chút xíu, dạng quay thành quả cho cô chú anh chị xem. Ba chú nữa. Ba chú này già không á sao á? Hả? Ba chú này chắc già không quá. Quay cận cảnh luôn nha. Đây, số mồi. Đó, số mồi. Đó, số mồi. Có mồi gỡ phê luôn. Đây sáu dính nè. Bỏi nè. Bỏi này bỏi già nè, đẹp luôn nè. À. Vợ chồng với đứa con vợ hai chồng hả? Con vợ hai chồng luôn. Chắc này ăn rồi đi ra kiếm nước uống à. Ăn no rồi, no cứng rồi, giờ đi ra kiếm nè. No rồi đâu, đi kiếm gái. Ừ. No rồi đi kiếm gái, đứa con gái hai ba thằng. Cảnh nè. Nè. Màu già luôn nha. Cháo mặt trời quá cô chú anh chị ơi, nè, mặt trời nè. Cháo quá quay không được rõ nha. Ba em. Đi thẳng dưới kia luôn. Đó. Giờ ngồi đây lụm qua rơi. Tới tới nước cho mấy sáo nó mát nghe không. Huấn luyện cho nó thành công đi. Hãy dạng qua bên kia. Đại ca Quân đẩy gần cái sáo chưởng nữa nha. Là cũng được gần 30 chưởng gì rồi. 29 rồi, này 32 nè. 32 hả? Này ba con này đó 32 nè. 32 chú quay cái lồng lại dồn muốn cứng lồng rồi à, không? Muốn cứng lồng rồi 32 chú rồi tiếp tục anh em ơi à, thành quả của mình nè hôm nay nè ba mấy chú gì đó đó ba mấy chú quá phê nha quá phê nha nhiều quá. Đen tơ không à, đen này mới ra ổ không nè nghe anh em, đen này nuôi mau nói chuyện lắm nè. Nâu. Đó, nâu nâu chứ quên. Nâu tơ không nghe anh em. Nâu này anh em nuôi mau khôn mà mau nói chuyện nữa nha. Đó. Đã không? Giờ nắng rồi. 8 giờ rồi, thôi chuẩn bị cuốn lưới đi về. Mình chắc cuốn lưới thôi. Đây. À, ngoài này quay săn lưới cho cô chú anh chị xem cho nó thấm tình đồng chí. Đây đang mồi kìa, đang mồi của anh Quân nè.
đây đó, đó thấy không, 4-5 em gì đó. Rồi thôi cô chú anh chị ơi, thì cũng đã trưa rồi, thời gian cũng kết thúc video luôn nha. Đây lưới anh Quân chạy hai đường bờ ốp vô nè. Đó thì xin cảm ơn các cô chú anh chị đã xem hết video của Dạng nha. Thôi bye bye, hẹn cô chú anh chị gặp lại video tiếp theo nha. Bye các anh Quân ơi. Bye anh em nha. Nắng rồi. Rồi Dạng chào anh em nha. Chào anh em. Lâu lắm rồi nha anh em. Chào cô chú anh chị nha. Lâu lắm rồi Dạng với anh Quân mới đi quay lại một clip 6 cho cô chú anh chị xem nha. Thì bữa nay Dạng xuống dưới Tiền Giang 7 sáu nâu nha. Không biết có sáu đen không, ngày hôm qua Dạng thấy mớ sáu đen gì đó. Thì bữa nay Dạng với anh Quân đi. Đầu video Dạng cũng chúc sức khỏe đến các cô chú anh chị nha. Các anh em bé chim trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe. Đó. Thì hôm nay Dạng với anh Quân quýnh bài sáu nâu này cũng thấy cũng khá đông nha cô chú anh chị. Hôm nay về Tiền Giang bữa. Đây là đại ca Quân lâu lắm rồi, đại ca Quân mới lên sóng nha. Lâu lắm rồi nha anh em. Rồi bữa nay anh em mình đi chiến bữa nha. Rồi cô chú anh chị nào có nhu cầu nuôi sáu hay là cái gì đó các kiểu, alo cho Dạng qua số điện thoại 038-2233-691 nha cô chú anh chị ơi. Đó. Nay Dạng quýnh cái sân này Dạng phét từ sáng giờ đó một lỗ trống đó cô chú anh chị. Ha. Đó, khung cảnh nè. Gần núi không, gần cây không chứ quên nó gần núi. Rồi Dạng không nói nhiều nha, chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ nha, ủng hộ kênh Dạng nha, cho Dạng xin một đăng ký nha cô chú anh chị, một like nha cô chú anh chị nào có thương tình thì cho Dạng xin một lượt chia sẻ nha, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Ngày quay hơi chói mặt trời nè cô chú anh chị ơi, mong cô chú anh chị thông cảm nha, chói mặt trời. Chưa cái nha, không chú chị ơi. Bắt được 6 nha, không biết anh Quân được mấy nha. Bắt được 6 rồi. Quân được mấy em? 4, 10. Tay chương cái 10 em nha. Tay chương cái 10 em là ok rồi. Chín em, 10 em. Mẹ bệnh ngoài. Chút. Chậm.
cung trong á. Sáu quan, sảy quan, còn năm quan. Năm quan. Tối quá, cô chú anh chị ơi, không thấy đường nữa nha. Thôi dạng gác máy chút xíu, dạng quay thành quả cho cô chú anh chị xem. Ba chú nữa. Ba chú này già không hả sao á? Hả? Ba chú này chắc già không quá. Quay cận cảnh luôn nha. Đây, số mồi. Đó, số mồi. Đó, số mồi. Có mồi gỡ phê luôn. Đây sáu dính nè. Bỏi nè. Bỏi này bỏi già nè, đẹp luôn nè. À. Vợ chồng với đứa con vợ hai chồng hả? Con vợ hai chồng luôn. Chắc này ăn rồi đi ra kiếm nước uống à. Ăn no rồi, no cứng rồi, giờ đi ra kiếm nè. No rồi đâu, đi kiếm gái. Ừ. No đi kiếm gái, đứa con gái hai ba thằng. Cảnh nè. Nè. Đó, màu già luôn nha. Cháo mặt trời quá cô chú anh chị ơi, nè, mặt trời. Cháo quá quay không được rõ nha. Ba em. Đi thẳng dưới kia luôn. Đó. Giờ ngồi đây lụm ba rơi. Tới tưới nước cho mấy sáo nó mát nghe không. Huấn luyện cho nó thành công đi. Hãy dạng qua bên kia. Đại ca Quân đẩy gần cái sáo chưởng nữa nha. Là cũng được gần 30 chưởng gì rồi. 29 rồi, này 32 nè. 32 hả? Này ba con này đó 32 nè. 12 chú quay cái lồng lại dồn. Muốn cứng lồng rồi. Ha, thấy không? Ba con này nó ra. Muốn cứng lồng rồi. 32 chú rồi. Tiếp tục. Anh em ơi. À, thành quả của mình nè. Hôm nay mình nè. Ba mấy chú gì đó. Đó. Ba mấy chú. Quá phê nha, quá phê nha. Ừ, nhiều quá. Đen tơ không à, đen này mới ra ổ không nè nghe anh em, đen này nuôi mau nói chuyện lắm nè. Nâu. Đó, nâu nâu chứ quên, nâu tơ không nghe anh em. Nâu này anh em nuôi mau khôn mà mau nói chuyện nữa nha. Đó, đã không, giờ nắng rồi, 8 giờ rồi, thôi chuẩn bị cuốn lưới đi về. Mình chắc cuốn lưới thôi. Đây. À, ngoài này quay săn lưới cho cô chú anh chị xem cho nó... Thấm tình đồng chí. Đây đang mồi kìa, đang mồi của anh Quân nè. Đây. Đó. Đó thấy không? 4-5 em gì đó. Rồi, thôi cô chú anh chị ơi. Thì cũng đã trưa rồi. Thì vậy cũng kết thúc video luôn nha.
Đây lưới anh Quân chạy hai đường bờ ốp vô nè. Đó, thì xin cảm ơn các cô chú anh chị đã xem hết video của Dạng nha. Thôi bye bye. Hẹn cô chú anh chị gặp lại video tiếp theo nha. Bye các anh Quân ơi. Bye anh em nha. Nắng rồi.